Xin chào các bạn, hôm nay tạo ra shop sẽ giới thiệu cho các bạn cái thiết bị đo nồng độ cồn. Đây là cái thiết bị rất là nhỏ gọn, dễ dàng và sử dụng pin. Các bạn có thể mang theo đi bất cứ đâu để có thể đo nồng độ cồn của mình sau khi mà lỡ uống bia rượu để xem có vượt quá cái mức độ mà có thể bị xử phạt hay không. Đây là thiết bị nhỏ gọn, cầm tay, màn hình hiển thị là màn hình kỹ thuật số. Trên màn hình thì sẽ hiển thị các cái đơn vị đo là gam trên lít khí thở. Máy sử dụng hai bên pin 3A. Đây, pin này là không đi kèm, mình lắp sẵn pin thôi. Đi kèm sản phẩm thì nó sẽ có một cái đầu thổi sẵn kèm sẵn vào máy này và bốn cái đầu thổi sơ cua để các bạn có thể thay thế khi mà bị hỏng cái đầu thổi này. Khi bật máy nó sẽ là bấm giữ cái nút nguồn này, bấm giữ nút nguồn này 2 giây thì máy sẽ khởi động. Đấy, nó sẽ đếm ngược là 10 giây, bạn đợi nó đếm ngược 10 giây. Đấy, đây là mình quay cam trước nên nó sẽ bị ngược số. Đấy, khi mà đếm ngược 10 giây thì màn hình sẽ hiển thị chữ blow và đếm ngược 10 giây tiếp. Trong vòng 10 giây này mình sẽ thổi một hơi thở vào đây để máy nó đo. Đây là mình chưa uống gì, mình sẽ thổi cho các bạn. Đấy, trên máy hiển thị là 0000, nghĩa là hơi thở của mình là hoàn toàn ok, không vấn đề gì. Bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn là uống thử một ngụm bia để xem nó có lên cái chỉ số gì không. Cái máy này không hoạt động, mà sau khi mà không hoạt động trong mấy giây nó sẽ tự tắt. Đó. Đây là bia Hà Nội. Để tủ lạnh rất là mát. Đấy, bây giờ mình sẽ khởi động lại máy. Ok. Đấy, và đợi tiếp 10 giây. Ok, giờ mình thổi vào này. Đấy các bạn, đấy. Nó sẽ có tiếng kêu tít tít thông báo là cái chỉ số của mình đã vượt cái ngưỡng cho phép rồi. Cái chỉ số này nó sẽ là 1,7 gram trên ml. 1,7 gram nó quá cao, bình thường là 0,0 mấy miligram đã bị rồi, bị bắt rồi. Đấy, sau khi nó tiếng kêu bíp mình không dùng nó cũng tự ngắt. Đấy, vì là mình mới uống nên là trong hơi thở của mình rất là nhiều cái nồng độ cồn. Đây, mình thử lại các bạn. Nhớ 10 giây này. Đấy, tiếp tục thử nhé. Đây, chỉ số bây giờ nó sẽ là 1,5 mg. Đấy, mình đã nói nó phản hơn hơi rồi. Nếu mà bạn nào mà uống nhiều rượu bia thì trong bụng chắc chắn là cồn nó sẽ rất là nhiều, nên là để mà nó phản đi rất là lâu. Đấy, kể tí tí. Ok. Đấy, mình giới thiệu cho các bạn là cái thiết bị này đo rất là đơn giản tiện dụng thôi. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.